dàn Hoa hậu Hồng Kông để mơ ước được hợp tác với Thành Long. Chỉ Lý Gia Hân là từ chối đến 3 lần vì sợ bị xấu trên phim. Vũ trụ phim Thành Long thập niên 80-90 quy tụ nhiều mỹ nhân đình đám bậc nhất showbiz Hoa ngữ, từ Dương Tử Quỳnh, Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Vương Tổ Hiền cho đến dàn Hoa hậu Hồng Kông đều từng góp mặt trong tác phẩm do siêu sao Kung Fu đóng chính. Bởi vào thời bấy giờ, Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng nhất, những bộ phim ông sản xuất đều có doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng, được hợp tác với ông là cơ hội đổi đời nhanh nhất. Nhưng chắc các bạn không biết đâu nhỉ, có mỗi mình Lý Gia Hân là một mình một lối vì không muốn hợp tác với Thành Long và từ chối đến tận 3 lần luôn đó. Sau khi đăng quang trở thành Hoa hậu Hồng Kông, sự nghiệp của Lý Gia Hân lên như diều gặp gió. Dĩ nhiên nhan sắc quá đỗi kiều diễm ấy đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim đình đám nhất xứ Cảng. Lúc đó, Thành Long cũng chú ý đến Lý Gia Hân và cảm thấy cô rất hợp với vai nhân vật nữ trong một số bộ phim của mình. Không quan tâm đến việc Lý Gia Hân chưa được đào tạo diễn xuất bài bản hay có thành tựu gì trong làng giải trí, Thành Long đã mời cô đóng bộ phim Kế hoạch phi ưng nhưng ai ngờ lại bị từ chối. Bị từ chối thẳng thừng như thế, Thành Long đành nhờ bạn thân Trần Bách Cường làm trung gian để nói đỡ cho mình, khuyên nhủ nàng hoa hậu đổi ý. Thế nhưng, Lý Gia Hân vẫn bỏ ngoài tai tất cả, nhất quyết không chịu nhận lời. Lý do Lý Gia Hân đưa ra là, dù phim của Thành Long rất nổi tiếng nhưng cô muốn tham gia những dự án có thể giúp bản thân tô điểm nhan sắc. Nàng hậu hiểu rất rõ, phim của Thành Long sẽ không thể giúp cô khoe tối đa lợi thế sắc đẹp, có khi còn bị xấu trên màn ảnh nữa. Lý Gia Hân đã trực tiếp xin lỗi Thành Long vì không thể hợp tác, thấy cô có thành ý như vậy nên vị siêu sao này cũng đành ngậm ngùi mời người khác. Không bao lâu sau, Thành Long sản xuất bộ phim Thợ săn thành phố và ông đã nghĩ đến Lý Gia Hân đầu tiên. Lần thứ hai nhận được lời mời của đàn anh, Lý Gia Hân tiếp tục từ chối với lý do bộ phim có quá nhiều cảnh thân mật và cô không muốn quay những cảnh như vậy. Để tỏ thiện ý mời nàng hậu cho bằng được, Thành Long đã liên hệ với biên kịch để xóa bớt những cảnh thân mật kia đi. Kết quả là Lý Gia Hân lại lấy lý do quá bận rộn không có thời gian tham gia. Với 3 lần bị từ chối như vậy, cuối cùng Thành Long cũng đã hiểu ý của Lý Gia Hân là không muốn hợp tác với mình. Thế nên kể từ đó trở đi, ông cũng làm lơ nàng hoa hậu luôn cho đỡ quê. Đến tận bây giờ, người ta vẫn không thể suy đoán được tại sao Lý Gia Hân lại từ chối quay phim với Thành Long. Có thể vì cô không mặn mà với nghiệp diễn, sợ xấu trên phim hoặc đơn thuần là vì bản thân cô không thích dính dáng đến đàn anh tài năng nhưng đời tư lắm thị phi này. Chỉ biết, sau khi từ chối Thành Long thì đường diễn xuất của Lý Gia Hân cũng hạn hẹp dần, bản thân cô thì sa đà vào việc thành bé đường của các đại gia, tranh giành tình nhân với những tuyệt sắc giai nhân khác như Quan Chi Lâm hay Hà Siêu Quỳnh. Sau cùng, Lý Gia Hân thành vợ của Lý Tấn Hanh, hoàn thành giấc mộng gả vào hàng môn. Đáng tiếc, vì không được lòng nhà chồng mà gia đình nàng hậu đều không được thừa kế gia sản. Hàng tháng chỉ được nhận 6 tỷ đồng tiền trợ cấp sinh hoạt của gia tộc nhà họ Lý, đến biệt thự cũng chỉ là xài ké chứ không được đứng tên sở hữu. Không biết, Lý Gia Hân có thấy hối tiếc khi bỏ bê sự nghiệp tuy vất vả một tí, nhưng có thể kiếm hàng triệu đô để làm nàng dâu hào môn nhưng bị quản lý việc chi tiêu không nhỉ?